Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Buddha pronounces the Sutra of Visualization of Amitāsa's Buddha. Phần tự. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật trên núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị Bồ Tát đồng câu hội. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử làm bậc thượng thủ. Lúc bấy giờ ở Đại Thành Vương Xá có một thái tử tên là A Xà Thế. Vì thuận theo lời chỉ giáo của Ác Hữu Đề Bà Đạt Đa nên đã bắt phụ vương Tần Bà Sa La nhốt vào trong ngục kín với 7 lớp tường và cấm các quần thần không được lui tới. Nhưng quốc thái phu nhân tên là Vi Đề Hy rất cung kính đại vương. Sau khi tắm gội sạch sẽ, hoàng hậu dùng mật ong và bột sấy khô bôi lên thân mình. Trong các hột chuỗi anh lạc đựng nước trái nho và lén dâng lên cho đức vua. Giờ đại vương ăn bột và uống nước nho, rồi xin nước súc miệng. Khi súc miệng xong, ngài chắp tay cung kính và hướng về núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ Thế Tôn, mà bạch rằng: Đại Mục Kiền Liên là thân hữu của con, nguyện ngài hãy khởi lòng từ bi và truyền thọ bát quan trai cho con. Khi ấy, ngài Mục Kiền Liên như chim ưng bay, liền vụt đến chỗ của đại vương. Mỗi ngày như vậy, tôn giả truyền thọ bát quan trai cho nhà vua. Đức Thế Tôn cũng bảo tôn giả Phú Lâu Na thuyết pháp cho đức vua. Thời gian như thế trải qua 21 ngày, đức vua ăn bột và mật ong, lại nghe được pháp nên nhan sắc hò vui. Lúc đó vua A Xà Thế hỏi người lính canh ngục: Tới hôm nay phụ vương của trẫm vẫn còn sống à? Lúc ấy người lính canh ngục tâu rằng: Tâu đại vương, quốc thái phu nhân bôi mật ong và bột lên thân mình, lại dùng sâu chuỗi anh lạc đựng nước nho và đem đến cho nhà vua. Sa môn Mục Kiền Liên và Phú Lô Na từ trên không bay tới thuyết pháp cho quốc vương, nên chẳng thể nào cấm ngăn được. Khi vua A Xà Thế nghe tâu xong, liền nổi giận mẹ mình: Mẹ chấm là giặc, cùng giặc làm bạn, sa môn ác nhân mê huyễn chú thuật khiến cho ác vương lâu ngày rồi mà chưa chết. Lúc đó vua A Xà Thế liền cầm gươm bén muốn hại mẹ mình. Khi ấy có một vị đại thần thông minh tài trí tên là Nguyệt Quang và cùng với Kỳ Bà vội đến hành lễ nhà vua tâu rằng: Đại vương, thần nghe trong kinh Thì Đạo Luận nói là từ kiếp ba sơ đến nay có 18.000 ác vương vì thông ngôi vị nên sát hại phụ vương, song chưa từng nghe có ai vua đạo giết hại mẹ mình. Nay đại vương làm chuyện ngũ nghịch này thì sẽ ô uế dùng sát đối lợi là hại chiên Đà La. Thần bớt nhẫn nghe việc này, chúng thần chẳng nên ở lại đây nữa. Khi hai vị đại thần nói lời ấy xong, liền lấy tay vỗ lên thanh kiếm và từng bước thối lui. Lúc ấy vua A Xà Thế kinh hoàng hãi sợ và nói với Kỳ Bà: Khanh cũng không vì trẫm sao? Kỳ Bà tâu rằng: Tâu đại vương, hãy thận trọng chớ hại mẹ. Khi nhà vua nghe lời ấy xong, lòng cầu xin sám hối, liền buông kiếm và dừng ngay việc hại mẹ, rồi truyền lệnh các nội quan giam giữ vào thâm cung và chẳng cho bước ra ngoài nữa. Trong lúc hoàng hậu Vi Đề Hy bị nhốt giam, lòng buồn âu lo, thân thở tiều tụy, hoàng hậu hướng trong về núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: Lúc xưa Đức Như Lai Thế Tôn thường cử ngài A Nan đến vấn an con, nay lòng con ưu sầu nên chẳng thể thấy được Đức Thế Tôn oai nghi, cuối mong ngài hãy sai tôn giả Mục Kỳ Liên và A Nan đến cho con được thấy. Bạch lời ấy xong, trong lòng đau khóc, lệ tuôn như mưa và hướng trong về Đức Phật mà đảnh lễ. Trong khi vẫn còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên núi Kỳ Xà Quật đã biết tâm niệm của hoàng hậu Vi Đề Hy, liền lập tức sai Đại Mục Kiền Liên và ngài A Nan từ hư không bay đến. Đức Phật cũng ẩn mất ở núi Kỳ Xà Quật
và xuất hiện trong hoàng cung. Lúc đó, hoàng hậu Vi Đề Hy đảnh lễ xong và ngẩng đầu lên thì liền thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, thân màu vàng tím, ngồi trên tòa hoa sen trăm báu. Ngài Mục Kiền Liên hầu bên tả, Ngài A Nan hầu bên hữu. Còn ở trên hư không, vua trời Đế Thích, Phạm Vương và hộ thế chư thiên rải hoa trời khắp nơi đỡ cúng dường. Khi thấy Đức Phật Thế Tôn, hoàng hậu Vi Đề Hy tự bứt bỏ sau chuỗi anh lạc, thân mình trên đất kêu gào khóc than và hướng Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đời trước đã mắc tội gì mà sinh ra đứa ác tử này? Đức Thế Tôn lại có nhân duyên thế nào mà cùng với Đề Bà Đạt Đa làm quyến thuộc? Ngưỡng mong Thế Tôn vì con hãy rộng nói về nơi không có ưu lo phiền não. Con này muốn vãng sanh và chẳng còn vui thích trong đời ác trược ở Diêm Phù Đề nữa. Chốn ác trượng này đầy dãy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và nhiều việc bất thiện tụ hội. Nguyện con đời sau sẽ chẳng nghe tiếng ác, không gặp người xấu. Con nay hướng về Đức Thế Tôn đảnh lễ sát đất và cầu xin sám hối. Duy nguyện Đức Phật dạy con pháp quán tưởng của nơi thanh tịnh nghiệp. Phần chánh tông: Phổ hiện cõi nước của chư Phật. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng từ giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó biến chiếu vô lượng thập phương thế giới, rồi trở về trụ trên đỉnh đầu của Đức Phật và hóa thành kim đài lớn như núi Tu Di. Các cõi nước tịnh diệu của thập phương chư Phật đều hiện ở trong. Hoặc có quốc độ do thất bảo hợp thành, lại có quốc độ toàn là liên hoa, lại có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như gương kính pha lê. Các cõi nước mười phương đều hiện bên trong và có vô lượng chư Phật quốc độ trang nghiêm hiện rõ như vậy, để khiến cho hoàng hậu Vi Đề Hy được thấy. Khi đó, hoàng hậu Vi Đề Hy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Phật độ ấy tuy rất thanh tịnh và đều có quang minh, nhưng con này chỉ thích sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Duy nguyện Thế Tôn dạy con tư duy và dạy con chánh thọ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn mỉm cười và từ trong miệng của Đức Phật có tia sáng năm màu phóng ra. Mỗi một tia sáng chiếu đến đỉnh đầu của vua Tần Bà Sa La. Khi ấy, Đức Vua tuy bị giam kín nhưng tâm nhãn không bị chướng ngại và từ nơi xa thấy được Thế Tôn. Ngài cúi đầu đảnh lễ và tự nhiên chứng quả A Na Hàm. Tịnh Đồ Tam Phước. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo hoàng hậu Vi Đề Hy: Này hoàng hậu, có biết chăng Đức Phật A Di Đà cách đây không xa, hoàng hậu nên nhiếp tâm và quán rõ cõi nước kia là do tịnh nghiệp tạo thành. Ta nay vì hoàng hậu mà rộng nói các thí dụ, lại cũng khiến cho tất cả phàm phu đời vị lai, những ai muốn tu tịnh nghiệp thời sẽ được vãng sanh ở cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Phàm muốn sanh đến quốc độ kia thì phải nên tu tam phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng từ không giết hại và tu thập thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới trọn đủ và không phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến tấn người khác tu hành. Ba điều này gọi là tịnh nghiệp. Phật bảo hoàng hậu Vi Đề Hy: Hoàng hậu này có biết không, ba loại nghiệp này là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai. 16 pháp quán tưởng. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hy: Lắng nghe và khéo tư duy. Nay Như Lai vì hết thảy chúng sanh đời vị lai, những kẻ bị giặc phiền não nhiễu hại mà nói về nghiệp thanh tịnh. Lành thay Vi Đề Hy, hoàng hậu đã khéo sớm hỏi được việc ấy. Này A Nan, ông nên thọ trì và rộng vì đại chúng mà tuyên nói lời Phật dạy. Nay Như Lai sẽ dạy Vi Đề Hy cùng tất cả chúng sanh đời vị lai pháp quán tưởng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Do với Phật lực nên ông sẽ thấy được cõi nước thanh tịnh kia như cầm gương sáng và tự trông thấy mặt của mình. Khi thấy được những sự vui vẻ vi diệu của cõi nước kia nên tâm sanh hoan hỷ và sẽ liền lập tức đắc vô sanh pháp nhận. Phật bảo hoàng hậu Vi Đề Hy: Hoàng hậu là phàm phu,
tâm tưởng yếu kém và chưa mở thiên nhãn nên chẳng thể quán xa. Tuy nhiên, chư Phật Như Lai có phương tiện đặc biệt để khiến Hoàng hậu thấy được. Lúc ấy, Hoàng hậu Vi Đờ Hy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay do thần lực của Phật nên thấy được quốc độ kia. Nếu sau khi Phật nhập diệt, các chúng sanh đời ác trược bất thiện, bị năm thứ khổ sở bức bách, thì phải làm sao để thấy thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà? Thứ nhất, quán tưởng mặt trời lặn. Phật bảo Hoàng hậu Vi Đờ Hy: Hoàng hậu và chúng sanh phải nên nhất tâm chuyên niệm một nơi, đó là quán tưởng cõi Tây Phương. Quán tưởng như thế nào? Hết thảy chúng sanh có mắt thì đều thấy mặt trời lặn, trừ phi bị mù bẩm sinh. Phàm người tu quán tưởng này nên ngồi ngay thẳng xoay về hướng Tây, rồi khởi tưởng niệm và quán rõ nơi mặt trời sắp lặn, làm cho tâm kiên trụ, chuyên tưởng không đổi dời. Quán thấy mặt trời lặn giống như cái trống đang treo. Khi đã quán thấy mặt trời xong, thì lúc nhắm mắt hay mở mắt đều phải minh bạch. Đây là nhập tưởng, gọi là sơ quán. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ nhì, quán tưởng nước. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hy: Khi sơ quán thành tựu, thứ đứng quán tưởng nước, quán tất cả cõi Tây Phương đều là đại thị, thấy nước lắng trong và cũng phải cho rõ rằng tâm ý không được phân tán. Lúc thấy nước sông nên khởi tưởng đến băng, thấy băng trong suốt rồi tưởng đến lưu ly. Khi quán tưởng này thành tựu thì thấy đất lưu ly, trong ngoài xuyên suốt, phía dưới có tràng phan làm bằng kim cang bảy báo nâng đỡ đất lưu ly. Cây tràng phan có đầy đủ 8 cạnh và 8 gốc. Ở mỗi một cạnh đều do 100 thứ bảo châu tạo thành. Mỗi một bảo châu có 1.000 tia sáng. Mỗi một tia sáng có 84.000 màu sắc và chiếu sáng xuyên đất lưu ly như 1.000 ước mặt trời đến, chẳng thể nào thấy cho hết. Trên đất lưu ly có sợi dây vàng kim phân chia từng nơi của 7 thứ châu báu, rất sáng rõ và ngay hàng thẳng lối. Trong mỗi châu báu có 500 màu tia sáng, những tia sáng ấy như đóa hoa và tựa như các ngôi sao và mặt trăng treo ở giữa hư không và tạo thành đài ánh sáng. Trên đài có 1.000 vạn lầu cát do 100 thứ báo hợp thành. Ở hai bên đài có 100 ức tràng hoa và vô lượng nhạc khí dùng để trang nghiêm. Có 8 loại gió trong thanh từ nơi ánh sáng thổi ra và khua động các nhạc khí vang ra âm thanh diễn nói khổ, không, vô thường và vô ngã. Đây là thủy tưởng, là pháp quán thứ nhì. Khi quán tưởng này thành tựu thì mỗi một điểm quán sẽ sáng suốt rõ ràng. Phải lưu nhớ đến việc này, chỉ duy trừ lúc ngủ, còn lúc nhắm mắt và mở mắt thì đừng để phai mất. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ ba, quán tưởng đất. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hy: Khi các pháp quán tưởng trên thành tựu thì gọi là thô kiến cực lạc quốc địa. Nếu đắc tâm muội thời sẽ thấy đất của cõi nước kia vô cùng rõ rệt, đến chẳng thể nào nói cho hết. Đây là địa tưởng, là pháp quán thứ ba. Phật bảo Ngài A Nan: Ông hãy thọ trì lời Phật dạy và bị tất cả đại chúng đời vị lai, những ai muốn thoát ly khổ ách mà nói pháp quán địa tưởng này. Nếu quán địa tưởng thì sẽ diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Khi xả báo thân ở thế giới đó, thời sẽ vãng sanh tịnh độ, tâm được vô nghi. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ tư, quán tưởng cây báo. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hy: Khi địa tưởng thành tựu, thứ đến quán tưởng cây báo. Quán mỗi bảo thụ ở trong 7 lớp hàng cây báo, mỗi một cây cao 8.000 do tuần. Trên cây báo toàn là hoa lá bằng thất bảo, mỗi hoa mỗi lá có màu sắc báo khác nhau. Trong màu sắc lưu ly tỏ ánh sáng vàng kim, trong màu sắc pha lê tỏ ánh sáng hồng, trong màu sắc mã não tỏ ánh sáng sa cừ, trong màu sắc sa cừ tỏ ánh sáng bảo châu xanh biếc. San hô, hộ phách và hết thảy chúng bảo đều dùng làm trang trí. Có màn lưới bảo châu vi diệu trùm khắp trên cây. Trên mỗi cây có 7 lớp lưới, ở giữa mỗi lớp lưới có 500 ức cung điện tráng lệ như thiên cung của Phạm Vương, và có các đồng tử cõi trời tự nhiên ở trong đó. Mỗi một đồng tử được trang nghiêm với sâu chuỗi anh lạc của 500 ức ngọc mani Thích Ca Tỳ Lăng Già.
Ánh sáng của ngọc mani ấy chiếu soi 100 do tuần, sáng chói như trong ước nhật nguyệt hòa chung với nhau đến chẳng thể nào kể xiết. Lại có các châu báu xen lẫn trong những màu sắc tuyệt đẹp, những cây báu với từng hàng thẳng tắp, mỗi lá cân xứng đối nhau. Ở giữa các lá cây nở ra các bông hoa vi diệu. Trên các bông hoa tự nhiên có quả bằng 7 báu, mỗi lá cây dài rộng 25 do tuần. Lá ấy có 1000 màu sắc và 100 loại hình vẽ như chuỗi anh lạc cõi trời. Có những đóa hoa vi diệu như vòng lửa xoay với màu vàng kim của diêm phù đàn, uyển chuyển ở giữa lá cây và vọt xanh các quả như từ bảo bình của vua trời Đế Thích. Trái cây có ánh sáng lớn phóng ra, hóa thành tràng phan và vô lượng bảo cái. Trong những bảo cái này, ánh hiện tam thiên đại thiên thế giới và cũng hiện hết thảy Phật sự của 10 phương quốc độ chư Phật ở trong đó. Khi đã thấy toàn diện của cây rồi, thì cũng nên theo thứ tự quán thân cây, nhánh lá và hoa quả, mỗi mỗi đều phải rõ ràng. Đây là thủ tưởng, là pháp quán thứ tư. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ năm, quán tưởng nước tám công đức. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hy: khi thủ tưởng thành tựu, thứ đến quán tưởng nước tám công đức. Quán tưởng cõi nước Cực Lạc có 8 ao nước, mỗi ao nước do thất bảo tạo thành. Các châu báu ấy mềm nhuyễn và từ như ý châu vương sanh ra. Ao nước phân là 14 nhánh, mỗi nhánh có các màu sắc vi diệu của thất bảo. Những kênh nước làm bằng vàng kim, ở dưới đáy kênh đều dùng tạp sắc kim cang rải làm cát. Trong mỗi ao nước có 60 ức hoa sen bảy báo, mỗi hoa sen đều viên tròn, chu vi 12 do tuần. Có nước mani chảy lên xuống trên cuốn sen và phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã, các pháp ba la mật hoặc ngợi khen tướng tốt của chư Phật. Còn như ý châu vương thì phóng ra các tia sáng màu vàng kim vi diệu. Các tia sáng đó hóa thành những loài chim với trăm màu bảo sắc và hoát lên tiếng hòa nhã, thường luôn tán thán niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là bát công đức thủy tưởng, là pháp quán thứ năm. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ sáu, quán tưởng tổng quát. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hy: trên mỗi một vùng của chúng bảo quốc độ ấy có 500 ước bảo lầu. Trong những lầu cát đó có vô lượng chư thiên trỗi âm nhạc trời. Lại có các nhạc khí treo lơ lửng giữa hư không và như tràng phan báo cõi trời, không cần khẩy mà tự vang. Trong những thanh âm ấy đều diễn nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Khi các pháp quán tưởng trên thành tựu thì gọi là thô kiến Cực Lạc thế giới bảo thụ bảo địa bảo trì. Đây là tổng quán tưởng, là pháp quán thứ sáu. Nếu quán thấy như vậy thì sẽ diệt trừ vô lượng ức kiếp cực trọng ác nghiệp. Sau khi mạng chung sẽ nhất định vãng sanh về cõi nước kia. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hy: lắng nghe và khéo tư duy. Nay ta sẽ vì ông và hoàng hậu phân biệt giải nói pháp diệt trừ khổ não. Các con nhớ thọ trì và rộng vì đại chúng mà phân biệt giải nói. Khi vừa dứt lời ấy, Đức Phật Vô Lượng Thọ liền xuất hiện và đứng trụ ở hư không. Đứng hầu bên tả bên hữu là hai vị đại sĩ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Quang minh của các ngài chói rực đến chẳng thể nào thấy hết, cho dù cả trăm ngàn màu vàng kim của Diêm Phù Đàn cũng không thể sánh bằng. Khi hoàng hậu Vi Đề Hy thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ, đầu đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: bạch Thế Tôn, con nay do oai lực của Phật nên thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh vị lai thì phải làm thế nào để quán Vô Lượng Thọ Phật cùng nhị vị Bồ Tát? Thứ bảy, quán tưởng tòa sen. Phật bảo hoàng hậu Vi Đề Hy: phàm muốn quán Đức Phật kia, thời phải nên khởi tưởng niệm. Quán tưởng trên đất bảy báo có các hoa sen, mỗi cánh hoa sen tựa như tranh vẽ cõi trời. Trên đó có 100 màu bảo sắc và có 84.000 đường gân. Mỗi một đường gân có 84.000 tia sáng, rất rõ rệt và đều thấy được. Chiều dài và rộng của mỗi cánh hoa nhỏ là 250 do tuần.
mỗi hoa sen có 84.000 cánh hoa. Ở giữa mỗi cánh hoa có 100 ước mani châu vương dùng làm trang trí. Mỗi mani châu vương phóng ra 1.000 tia sáng. Tia sáng đó như lồng che của 7 báo hợp thành và trùm khắp trên mặt đất. Trên hoa sen có một kỳ đài bằng ngọc báo Thích Ca Tỳ Lăng Già và được trang trí với 80.000 chim can chân thúc ca bảo, ngọc mani trời Phạm Thiên và màn lưới diệu bảo châu. Ở trên kỳ đài tự nhiên có 4 trụ bảo tràng. Mỗi bảo tràng cao lớn như 100.000 vạn ước núi Tu Di. Trên bảo tràng có màn che báo như ở Dạ Ma Thiên Cung, và lại có 500 ước bảo châu vi diệu dùng làm trang trí. Mỗi bảo châu có 84.000 tia sáng, mỗi tia sáng có 84.000 loại màu vàng kim khác nhau. Mỗi màu vàng kim biến khắp cõi nước báo, nơi nơi biến hóa và hóa hiện các dị tướng lạ thường, hoặc hóa thành đại kim cang, hoặc hóa thành màn lưới bảo châu, hoặc hóa thành đám mây với nhiều loại hoa khác nhau, tùy ý biến hiện ra các Phật sự trong mười phương. Đây là hoa tọa tưởng, là pháp quán thứ 7. Phật bảo Ngài A Nan, các diệu hoa đó là do sức bổ nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà thành. Nếu có ai muốn niệm Đức Phật kia, thời trước tiên phải nên quán tưởng tọa hoa vi diệu ấy. Lúc quán tưởng này thì không được tạp quán, phải nên mỗi điểm quán, mỗi cánh hoa, mỗi hạt mani châu, mỗi tia sáng, mỗi kỳ đài, mỗi bảo tràng đều phải cho rõ ràng, thấy rõ như tự soi mặt của mình trong gương. Khi quán tưởng này thành tựu, thời người đó sẽ diệt trừ 500 ức kiếp nghiệp tội sanh tử và nhất định sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 8, quán tưởng hình tượng của Tam Thanh. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hy, khi thấy việc ấy rồi, thứ đến quán tưởng Phật. Quán tưởng như thế nào? Pháp thân của chư Phật Như Lai châu biến pháp giới và nhập vào tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên, khi tâm của các con nghĩ tưởng đến Phật, tâm ấy chính là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của chư Phật. Khi tâm làm Phật sự, tâm đó là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật đều từ tâm tưởng sanh. Vì thế, phải nên nhất tâm chuyên niệm và quán kỹ Đức Phật kia, bậc Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Phàm muốn quán tưởng Đức Phật kia, trước tiên nên quán tưởng hình tượng. Lúc nhắm mắt hoặc mở mắt thì phải thấy một bảo tượng ngồi trên tọa liên hoa, màu vàng như diêm phù đàn. Khi thấy được hình tượng tọa trên đó, tâm nhãn mở khai và thấy rất rõ các đồ bảy báo trang nghiêm ở cõi nước cực lạc, như là đất báo, ao báo, từng hàng cây báo, màn che báo của chư thiên trùm khắp trên cây và các màn lưới báo giăng khắp giữa hư không. Phải thấy các việc như thế hết sức rõ rệt, như quán trong lòng bàn tay. Lúc thấy việc như vậy xong, thì cũng phải nên quán ở bên trái của Phật có một hoa sen lớn và giống như hoa sen ở trước không khác. Lại quán ở bên phải của Phật cũng có một hoa sen lớn. Sau đó, quán tưởng có một hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa hoa bên trái, sắc vàng cũng như tượng ở trước không khác. Tiếp đến, quán tưởng có một hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên tòa hoa bên phải. Khi quán tưởng này thành tựu, thì tượng của Phật và Bồ Tát đều phóng hào quang. Ánh hào quang sắc vàng đó chiếu sáng hàng cây báo. Ở dưới mỗi gốc cây cũng có 3 hoa sen, và trên các hoa sen có tượng của Phật cùng nhị vị Bồ Tát biến khắp cõi nước kia. Khi quán tưởng này thành tựu, hành giả sẽ nghe tiếng nước chảy, ánh hào quang cùng những cây báo, chim nhạn và chim uyên ương đều tuyên nói diệu pháp. Lúc xuất định hay nhập định, hành giả đều thường luôn nghe diệu pháp. Khi đã xuất định thì cũng nhớ thọ trì, đừng quên và phải hợp với khế kinh. Nếu không khế hợp thì là vọng tưởng, còn như khế hợp thì gọi là thô tưởng kiến cực lạc thế giới. Đây là tưởng tưởng, là pháp quán thứ 8. Quán như vậy sẽ diệt trừ vô lượng ức kiếp nghiệp tội sanh tử, ở trong đời hiện tại sẽ đắc niệm Phật Tam Muội. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 9, quán tưởng sắc thân vi diệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hy, khi quán tưởng này thành tựu, thứ đến quán tưởng thân tướng quang minh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Này A Nan, ông nên biết, thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ như màu vàng của 100.000 vạn ức Dạ Ma Thiên Diêm Phù Đàn. Thân Phật
cao 60 vạn ước na do tha hằng hà sa do tuần. Lông mày trắng ở giữa đôi chân mày uốn quăng về phía hữu và uyển chuyển như năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật xanh trắng và sáng rõ như nước của bốn biển lớn. Những lỗ chân lông nơi thân phóng ra ánh sáng lớn như núi Tu Di. Vầng hào quang của Đức Phật kia viên tròn như 100 ước tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong vầng hào quang có 100 vạn ước na do tha hằng hà sa hóa Phật. Mỗi một hóa Phật cũng có vô số chúng hóa Bồ Tát làm thị giả. Đức Phật Vô Lượng Thọ có 84.000 tướng hảo. Trong mỗi tướng hảo có 84.000 vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng biến chiếu đến khắp chúng sanh niệm Phật ở 10 phương thế giới, nhiếp thủ chẳng rời xa. Trong tướng hảo, vẻ đẹp và tia sáng có hóa Phật nhiều đến không thể kể xiết. Hành giả nên luôn nhớ tưởng và làm cho tâm nhãn kiến thấy. Khi thấy được việc ấy, liền tức khắc thấy tất cả 10 phương chư Phật. Nhưng do thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Quán như vậy gọi là quán nhất thiết Phật thân. Do quán thân của Phật nên cũng thấy được Phật tâm. Tâm của Phật là đại từ bi, dùng vô duyên từ để nhiếp thọ các chúng sanh. Quán được như thế thì lúc xả bán thân ở thế giới đó, thời sẽ vãng sanh đến trước chư Phật và đắc vô sanh pháp nhẫn. Vì thế bậc trí giả phải nên nhất tâm quán kỹ Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phàm muốn quán rõ Đức Phật Vô Lượng Thọ thì nên từ một tướng tốt mà nhập vào. Chỉ nên quán lông mày trắng ở giữa đôi chân mày và phải cho hết sức rõ rệt. Khi thấy được tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, thời 84.000 tướng tốt sẽ tự nhiên hiện ra. Lúc thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ thì lập tức sẽ thấy vô lượng 10 phương chư Phật. Bởi thấy được vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là biến quán nhất thiết sắc thân tướng, là pháp quán thứ 9. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 10, quán tưởng sắc thân vi diệu của quán Thế Âm Bồ Tát. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đờ Hi, khi đã thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rõ, thứ đến quán tưởng quán Thế Âm Bồ Tát. Thân của vị Bồ Tát này cao 80 vạn ức na do tha do tuần, thân màu vàng tím. Trên đỉnh đầu có dục kế, sau cổ có vầng hào quang và mỗi phía là 100.000 do tuần. Trong vầng hào quang ấy có 500 hóa Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong ánh sáng của toàn thân đều hiện ra hết thảy sắc tướng của ngũ đạo chúng sanh. Trên đỉnh đội mũ trời Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni Bảo Châu, trong mũ trời ấy có một hóa Phật đứng cao 25 do tuần. Gương mặt của quán Thế Âm Bồ Tát có màu vàng như diêm phù đàn. Tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày có sắc màu bảy báo và phóng ra 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng có vô lượng vô số 100.000 hóa Phật. Mỗi hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự tại khắp thập phương thế giới. Màu sắc của cánh tay như hoa sen hồng, có 80 ức ánh sáng vi diệu và đeo sâu chuỗi anh lạc. Trong sâu chuỗi anh lạc đó phổ hiện tất cả những sự trang nghiêm. Bàn tay có màu sắc của 500 ức hoa sen khác nhau. Trong 10 đầu ngón tay, mỗi mũi đều có 84.000 tranh vẽ và giống như ấn văn. Mỗi tranh vẽ có 84.000 màu sắc. Mỗi màu sắc có 84.000 ánh sáng. Ánh sáng ấy mềm nhuyễn và phổ chiếu tất cả. Với đôi bàn tay báo này, ngài dìu dắt và tiếp dẫn chúng sanh. Dưới lòng bàn chân có thiên bức luân tướng, tướng của bánh xe với 1.000 cây tâm. Khi ngài nhấc chân lên thì tự nhiên hóa thành 500 ức đài ánh sáng. Khi ngài hạ chân xuống thì có hoa bằng kim cang cùng ngọc mani rải khắp mọi nơi và che phủ tất cả. Những tướng tốt khác nơi thân đều vẹn đủ như Phật không khác. Duy trừ trên đảnh nhục kế và vô kiến đảnh tướng thì không bằng Thế Tôn. Đây là quán Thế Âm Bồ Tát chân thật sắc thân tướng, là pháp quán thứ 10. Phật bảo ngài A Nan, nếu có người muốn quán tưởng quán Thế Âm Bồ Tát thì nên quán như vậy. Nhiều quán được như thế, thời sẽ không gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và diệt trừ vô số kiếp nghiệp tội sanh tử. Ngay chỉ nghe danh hiệu của vị Bồ Tát này mà được vô lượng phước, hà huống lập quán kỹ. Nếu có ai muốn quán rõ quán Thế Âm Bồ Tát thì trước tiên nên quán tưởng trên đỉnh nhục kế, kế đến quán mũ trời. Các tướng khác cũng phải lần lượt quán cho rõ ràng, như quán trong lòng bàn tay. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán.
Thứ 11, quán tưởng sắc thân vi diệu của Đại Thế Chí Bồ Tát. Phật bảo ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hi: Thứ đến quán tưởng Đại Thế Chí Bồ Tát, thân lượng lớn nhỏ của vị Bồ Tát này cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát, vầng hào quang ở mỗi phía là 125 do tuần và chiếu soi 250 do tuần. Ánh sáng toàn thân có màu vàng tím và biến chiếu thập phương quốc độ, các chúng sanh hữu duyên tất đều sẽ trông thấy. Như có ai thấy được một lỗ chân lông nơi thân, thì tức khắc sẽ thấy ánh sáng tịnh diệu của vô lượng chư Phật trong mười phương. Bởi thế, danh hiệu của vị Bồ Tát này còn gọi là Vô Biên Quang, tức dùng ánh sáng của trí tuệ phổ chiếu tất cả, khiến thoát ly tam đồ và đắc vô thượng lực. Cho nên danh hiệu của vị Bồ Tát ấy mới tên là Đại Thế Chí. Mũ trời của vị Bồ Tát này có 500 hoa báo, mỗi hoa báo có 500 đài báo. Trong mỗi đài đều hiện tướng rộng dài của các cõi nước tịnh diệu ở mười phương chư Phật, nhục kế ở đỉnh đầu như hoa sen hồng. Trên đỉnh nhục kế có một bình báo chứa tụ ánh hào quang và phổ hiện Phật sự. Các thần tướng khác cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chút gì biệt. Khi vị Bồ Tát này đi thì hết thảy thập phương thế giới đều chấn động, và ngay tại chỗ đất bị rung động có 500 ước hoa báo, mỗi hoa báo đều trang nghiêm cao sáng như ở thế giới Cực Lạc. Khi vị Bồ Tát này ngồi thì các thất bảo quốc độ đồng thời dao động. Ở giữa khoảng không từ thế giới phương dưới của Đức Phật Kim Quang cho đến thế giới phương trên của Đức Phật Quang Minh Vương đều hiện ra vô lượng vi trần số phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, phân thân của Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Hết thảy đều vân tập cõi nước Cực Lạc, dày kín không trung, ngồi trên tòa liên hoa và diễn thuyết diệu pháp để hóa độ chúng sanh lìa khổ đau. Quán như thế gọi là quán kiến Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán Đại Thế Chí sắc thân tướng, là pháp quán thứ 11. Quán được như thế, thời sẽ diệt trừ vô số kiếp A Tăng kỳ nghiệp tội sanh tử, lại chẳng còn thọ bào thai nữa và thường du hí đến các cõi nước tịnh diệu của chư Phật. Khi quán tưởng này thành tựu thì gọi là cụ túc quán, Quán Thế Âm Đại Thế Chí. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 12, quán tưởng vãng sanh trong liên hoa. Phật bảo ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hi: Khi thấy việc ấy rồi thì nên khởi tự tâm của mình vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngồi kiết dạo trên hoa sen, rồi quán tưởng hoa sen nở, quán tưởng hoa sen khép. Lúc hoa sen nở thì quán tưởng có 500 màu sắc chiếu đến thân mình. Quán tưởng khi mắt của hành giả mở ra thì thấy chư Phật và Bồ Tát đầy khắp hư không. Những dòng nước, loài chim, cây cối cùng chư Phật đều phát ra âm thanh và diễn nói diệu pháp khế hợp với 12 bộ kinh. Nếu sau khi đã xuất định, thời sẽ nhớ thọ trì chẳng quên. Khi thấy việc ấy rồi thì gọi là kiến vô lượng thọ Phật Cực Lạc thế giới. Đây là phổ quán tưởng, là pháp quán thứ 12. Lúc ấy sẽ có vô số hóa thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí thường đến chỗ của hành giả. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 13, quán tưởng hình tượng nhỏ của Tam Thánh. Phật bảo ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hi: Nếu có người chí tâm cầu vãng sanh Tây Phương thì trước tiên nên quán tưởng có một tượng Phật cao 1 trượng 6 ở trên hồ nước. Như đã nói ở trước, thân lượng của Đức Phật Vô Lượng Thọ là vô biên, chẳng phải tâm lực của phàm phu có thể suy lượng. Tuy nhiên, do sức bổ nguyện của Đức Như Lai kia nên những ai nhớ quán tưởng tất sẽ được thành tựu. Ngay chỉ quán tưởng hình tượng Phật mà được vô lượng phước, huống nữa là quán trọn đủ thân tướng của Phật. Đức Phật A Di Đà có sức thần thông như ý, biến hiện tự tại khắp cõi nước mười phương, hoặc hiện thân lớn trùng khắp hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao 1 trượng 6 hay 1 trượng 8 thước. Thân hình hóa hiện đều là chân kim sắc vàng. Vầng hào quang của hóa Phật và hoa sen báo cũng giống như đã nói ở trên. Vì thân lượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí thì hết thảy ở mọi nơi đều đồng như thân của chúng sanh. Chỉ nên quán hình tướng trên đỉnh đầu thì sẽ biết được vị nào là Quán Thế Âm, vị nào là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này hỗ trợ Đức Phật A Di Đà phổ độ và giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là tạp tưởng quán, là pháp quán thứ 13. Quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 14, quán tưởng ba phẩm ở thường sanh. Phật bảo ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hi:
Phàm hễ ai sinh về Tây Phương thì sẽ ở một trong chín phẩm. Ở tượng phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào nguyện sinh về cõi nước kia và phát ba thứ tâm, thời sẽ vãng sanh ở phẩm trên. Những gì là ba? Một là tâm chí thành, hai là tâm tin sâu, ba là tâm hồi hướng phát nguyện. Những ai hội đủ ba tâm ấy, thời nhất định sẽ sanh ở cõi nước kia. Lại có ba hạng chúng sanh sẽ đắc vãng sanh. Những gì là ba? Một là lòng từ không giết hại, các giới hạnh trọn đủ. Hai là đọc tụng đại thừa phương đẳng kinh điển. Ba là tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện và nguyện sinh về cõi nước kia. Nếu đầy đủ các công đức đó, thì từ một ngày cho đến bảy ngày sẽ liền được vãng sanh. Bởi người ấy dũng mãnh tinh tấn tu hành, nên lúc sắp vãng sanh ở cõi nước kia, Đức A-di-đà Như Lai, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo, thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên và cung điện bảy báo hiện ra. Quán Thế Âm Bồ-Tát cầm đại kim cang và Đại Thế Chí Bồ-Tát sẽ đến trước hành giả. Đức Phật A-di-đà phóng đại quang minh chiếu sáng thân hành giả cùng chư Bồ-Tát giang tay tiếp đón. Đức Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí và vô số Bồ-Tát khen ngợi, khuyến tấn hành giả. Khi hành giả thấy rồi, vui mừng hớn hở và tự thấy thân mình ở trên đại kim cang, rồi theo sau Phật. Như chừng khẩy móng tay liền vãng sanh ở nước kia. Lúc đã sanh về cõi nước kia thì liền thấy sắc thân và trọn đủ các tướng của Phật, thấy vẹn đủ các sắc tướng của chư Bồ Tát, ánh quang minh và cây báo diễn nói diệu pháp. Nghe xong, liền ngộ vô sanh pháp nhận. Trải qua chừng một thoáng thời có thể phụng sự chư Phật khắp mười phương thế giới và lần lượt được thọ ký ở trước chư Phật. Lúc trở về bổn quốc thì chứng đắc vô lượng trăm ngàn pháp môn Đà La Ni, đây gọi là thượng phẩm thượng sanh. Người sinh ở thượng phẩm trung sanh thì không nhất thiết phải thọ trì đọc tụng phương đẳng kinh điển, nhưng phải khéo lý giải nghĩa thú và tâm đối với đệ nhất nghĩa chẳng kinh chẳng động, tin sâu nhân quả và không hủy bán đại thừa, rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện cầu sinh về nước Cực Lạc. Khi người thực hành hạnh như vậy, sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, tay nâng kim đài vàng tím đến trước hành giả và khen rằng: Này Pháp Tử, ông tu hành Pháp Đại Thừa và liễu giải đệ nhất nghĩa, vì thế ta này đến tiếp dẫn ông. Bây giờ có 1000 hóa Phật đồng thời cầm tay tiếp dẫn, hành giả sẽ tự thấy mình ngồi trên kim đài vàng tím và chắp tay tán thán chư Phật. Như chừng một niệm khoảnh, liền sanh trong ao thất bảo ở cõi nước kia. Kim đài vàng tím này như hoa báo lớn và trải qua một đêm thì sẽ nở khai. Bây giờ, thân hành giả có màu vàng tím, ở dưới chân cũng có hoa sen bảy báo. Phật cùng Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu nơi thân hành giả, mắt liền mở sáng. Do nhân tu tập ở đời trước, nên nghe khắp âm thanh đều toàn nói đệ nhất nghĩa đế sâu xa. Sau đó, liền bước xuống kim đài, chắp tay đảnh lễ Phật và tán thán Thế Tôn. Trải qua 7 ngày thì lập tức đắc quả vị bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày tức khắc có thể phi hành phụng sự chư Phật khắp mười phương và ở đạo tràng của chư Phật tu hành tam muội. Trải qua một tiểu kiếp thì đắc vô sanh pháp nhẫn và hiển tiền được thọ ký. Đây gọi là thượng phẩm trung sanh. Người sinh ở thượng phẩm hạ sanh cũng tin nhân quả và không hủy bán đại thừa. Duy nhờ phát vô thượng đạo tâm, rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện cầu sinh về nước Cực Lạc. Lúc hành giả sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát tay cầm hoa sen vàng và hiện ra 500 hóa Phật nghênh đón người ấy. 500 hóa Phật đồng một lúc nhấc cánh tay ra và khen rằng: Này Pháp Tử, nay lòng ông thanh tịnh và phát vô thượng đạo tâm, ta này đến tiếp dẫn ông. Khi thấy việc ấy rồi, tức sẽ tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng. Tọa xong, hoa khép lại, theo sau Thế Tôn và lập tức đắc vãng sanh trong ao thất bảo. Trải qua một ngày một đêm, hoa sen bèn nở và trong vòng 7 ngày sẽ thấy được Phật. Tùy thấy thân của Phật, song tâm chẳng thấy rõ các tướng tốt. Phải đợi đến 21 ngày sau, thời mới thấy rõ ràng và nghe được các âm thanh đều diễn nói diệu pháp. Sau đó, du hành cúng dường mười phương chư Phật và nghe các pháp thậm thâm ở trước chư Phật. Trải qua 3 tiểu kiếp thì sẽ đắc bách pháp minh môn và trụ ở hoan hỷ địa. Đây gọi là thượng phẩm hạ sanh. Trên đây gọi là thượng bối sanh tưởng, là pháp quán thứ 14. Quán như thế là chánh quán.
nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 15, quán tưởng ba phẩm ở trung sanh. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hi: ở trung phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào thọ trì ngũ giới, trì giới bát quan trai, trì giữ các giới luật, không tạo nông tội ngỗ nghịch và không làm điều xấu ác, sau đó đem thiện căn ấy hồi hướng và nguyện cầu sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc gần mãn trường, Đức Phật A Di Đà cùng chư tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng ánh sáng sắc vàng đến thân người đó và diễn nói: khổ, không, vô thường, vô ngã, ngợi khen xuất gia, xa lìa các khổ. Hành giả thấy xong, tâm sanh đại hoan hỷ, rồi tự thấy thân mình ngồi trên đài liên hoa, hai gối quỳ, chắp tay đảnh lễ Phật, và còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã đắc vãng sanh tới thế giới Cực Lạc. Hoa sen liền chóng nở ra, đương lúc hoa nở thì nghe các âm thanh ngợi khen pháp tứ đế và lập tức đắc đạo A-la-hán, đầy đủ tâm minh, lục thông và bát giải thoát. Đây gọi là trung phẩm thượng sanh. Ở trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh nào thọ trì giới bát quan trai chừng một ngày một đêm, thọ trì giới sa di chừng một ngày một đêm, hoặc giới cụ túc chừng một ngày một đêm và oai nghi chẳng khiếm khuyết, rồi đem công đức của giới hương huân tu đó hồi hướng và nguyện cầu sinh về nước Cực Lạc. Lúc hành giả như thế sắp mạng chung, họ sẽ thấy Đức Phật A Di Đà cùng các quyến thuộc phóng hào quang sắc vàng, tay cầm thất bảo liên hoa đến trước hành giả. Khi ấy, hành giả tự nghe trên không trung có tiếng khen rằng: này thiện nam tử, người hiền lưu như ông, do tùy thuận lời dạy của Tam Thế Chư Phật nên ta đến tiếp dẫn ông. Lúc đó, hành giả tự thấy mình ngồi trên hoa sen khép lại và liền vãng sanh trong ao báo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Qua 7 ngày sau, hoa sen bèn nở. Khi hoa nở, hành giả mở đôi mắt, chắp tay và tán thán Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, tâm sanh hoan hỷ và đắc quả Tu Đà Hoàng, trải qua nửa kiếp sẽ thành A-la-hán. Đây gọi là trung phẩm trung sanh. Ở trung phẩm hạ sanh, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào hiếu dưỡng cha mẹ, xử thế nhân từ, lúc người này sắp mạng chung mà gặp được bậc thiện tri thức và vì họ rộng nói các sự an vui nơi cõi nước của Đức Phật A Di Đà cùng 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, khi nghe việc ấy rồi liền bỗng mạng chung, trong khoảnh khắc ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, tức khắc vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Qua 7 ngày sau thì sẽ gặp Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Sau khi nghe pháp, tâm sanh hoan hỷ và đắc quả Tu Đà Hoàng, trải qua một tiểu kiếp sẽ thành A-la-hán. Đây gọi là trung phẩm hạ sanh. Trên đây gọi là trung bối sanh tưởng, là pháp quán thứ 15. Quả như thế là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Thứ 16, quán tưởng ba phẩm ở hạ sanh. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hi: ở hạ phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào tạo các nghiệp ác, tuy không phỉ báng phương đẳng kinh điển, nhưng người ngu này tạo nhiều việc xấu, lòng chẳng biết hổ thẹn, khi sắp mạng chung mà gặp được bậc thiện tri thức và vì họ nói tên kinh đại thừa trong 12 bộ kinh, bởi nghe được các tên kinh nên diệt trừ 1000 kiếp cực trọng ác nghiệp, bậc trí giả là vậy chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng niệm hồng danh của Phật nên diệt trừ 50 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lúc bấy giờ, Đức Phật kia liền sai hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến trước hành giả và khen rằng: này thiện nam tử, ông do xưng niệm danh hiệu của Phật nên các tội tiêu trừ, ta đến tiếp dẫn ông. Nói lời ấy xong, hành giả liền thấy hào quang của hóa Phật tràn khắp tịnh thất của mình. Khi thấy rồi, lòng vui mừng và liền đó mạng chung, ngồi trên bảo liên hoa, theo sau hóa Phật và sanh trong ao báo. Trải qua 49 ngày, hoa sen bèn nở. Đường lúc hoa nở, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh và ở trước người đó thuyết giảng 12 bộ kinh thậm thâm. Nghe xong, liền tín giải và phát vô thượng đạo tâm. Trải qua 10 tiểu kiếp thì đầy đủ bách pháp minh môn và được vào sơ địa. Đây gọi là hạ phẩm thượng sanh. Phật bảo ngài A Nan và hoàng hậu Vi Đề Hi: ở hạ phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh nào hỷ phạm 5 giới, 8 giới hoặc giới cụ túc, những người ngu này lấy trộm đồ vật của chư tăng ni, ăn cắp đồ vật của hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không biết tầm quý và dùng các nghiệp ác để trang nghiêm bản thân,
Do gây tạo nghiệp ác nên những người tội như thế đáng lẽ phải bị đọa vào địa ngục, và khi sắp mạng chung thì các ngọn lửa của địa ngục cũng đồng thời kéo đến. Nhưng nhờ gặp bậc thiện tri thức với lòng đại từ bi, Ngài khen nói 10 lực oai đức của Phật A-di-đà, rộng tán dương hào quang và sức oai thần của Đức Phật kia, cũng như ngợi khen giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Người ấy nghe xong thì diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lửa hừng hực của địa ngục sẽ hóa thành làn gió mát và thổi ra các thiên hoa. Trên hoa đều có hóa Phật và hóa Bồ Tát đến tiếp dẫn người đó. Như chừng một niệm khoảnh thì liền đắc vãng sanh ở trong hoa sen của ao Thất Bảo. Trải qua 6 kiếp, hoa sen bèn nở. Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí dùng tiếng phạm âm để an ủi người kia và thuyết các kinh điển Đại Thừa thâm diệu. Sau khi nghe pháp xong, liền phát vô thượng đạo tâm. Đây gọi là hạ phẩm trung sanh. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hi: ở hạ phẩm hạ sanh, nếu có chúng sanh nào làm các nghiệp chẳng lành, nào là tạo 5 tội ngũ nghịch, làm 10 điều ác và làm toàn việc bất thiện, do gây tạo nghiệp xấu nên những người ngu như thế lẽ ra phải bị đọa vào ác đạo và trải qua nhiều số kiếp để chịu khổ vô cùng tận. Song những người ngu này lúc sắp mạng chung, nhờ gặp bậc thiện tri thức ân cần an ủi, thuyết diệu pháp và chỉ dạy niệm Phật. Tuy nhiên, do người kia bị khổ bức nên chẳng kịp niệm Phật. Khi ấy, bậc thiện hữu lại bảo: nếu ông không thể tưởng niệm Đức Phật kia, thì nên xưng danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật và làm cho mỗi tiếng niệm không bị đứt đoạn và đầy đủ 10 niệm như thế. Do xưng hồng danh của Phật nên trong mỗi niệm diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lúc mạng chung, người đó thấy hoa sen vàng giống như mặt trời hiện ra trước mặt. Như chừng một niệm khoảnh, liền đắc vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Họ ở trong hoa sen, và khi mãn 12 đại kiếp, hoa sen mới nở. Lúc ấy, Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí dùng âm thanh đại bi, và vì người đó rộng nói thật tướng các pháp và pháp diệt trừ tội chướng. Sau khi nghe pháp, tâm sanh hoan hỷ và liền phát Bồ Đề tâm. Đây gọi là hạ phẩm hạ sanh. Trên đây gọi là hạ bối sanh tưởng, là pháp quán thứ 16. Lợi ích nghe pháp. Lúc bấy giờ, khi Đức Thế Tôn thuyết lời ấy xong, Hoàng hậu Vi Đờ Hi và 500 thị nữ nghe lời Phật nói, liền lập tức thấy tướng rộng dài của thế giới Cực Lạc và thấy được thân của Đức Phật kia cùng nhị vị Bồ Tát. Tâm sanh hoan hỷ và tán thán là việc chưa từng có. Hoàng hậu hoát nhiên đại ngộ và đắc vô sanh pháp nhẫn. Còn 500 thị nữ cũng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề và nguyện sanh về cõi nước kia. Đức Thế Tôn thọ ký cho họ đều sẽ vãng sanh, và sau khi sinh về nước kia, thời sẽ chứng được chư Phật hiện tiền tam muội. Trong lúc đó, vô lượng chư thiên cũng phát vô thượng đạo tâm. Phần lưu thông. Lúc bấy giờ, Ngài A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Và pháp yếu này nên thọ trì như thế nào? Phật bảo Ngài A Nan: kinh này tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, và cũng gọi là tịnh trừ nghiệp chướng sanh chư Phật tiền. Ông nên thọ trì và chớ để lãng quên. Phàm người tu hành tam muội này thì hiện đời sẽ thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào chỉ nghe danh hiệu của Phật và nhị vị Bồ Tát thì cũng đã diệt trừ vô lượng kiếp nghiệp tội sanh tử, hà huống là thường nhớ niệm. Nếu có ai niệm Phật thời phải biết người này chính là hoa sen trắng trong hàng người. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là thắng hữu của họ. Người đó sẽ ngồi ở đạo tràng và sinh vào nhà của chư Phật. Phật bảo Ngài A Nan: ông hãy khéo vâng giữ lời này. Những ai thọ trì lời ấy, tức là thọ trì hồng danh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Khi Phật thuyết lời ấy xong, Tôn giả Mục Kiền Liên cùng Tôn giả A Nan và Hoàng hậu Vi Đờ Hi nghe lời của Phật nói và đều rất vui mừng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bước đi trong hư không và trở về núi Kỳ Xà Quật. Khi đó, Ngài A Nan vì toàn thể đại chúng mà trùng tuyên lại sự việc trên. Lúc ấy,
vô lượng chư thiên, long, dạ xoa, nghe lời thuyết pháp của Phật, đều sanh tâm đại hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật và cáo lui. Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.